Chào mừng quý vị và các bạn đến với tạp chí Thể thao và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tuần này có chủ đề lợi ích làm đẹp của bộ môn aerobic. Trong mục tư vấn và chỉ dẫn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với huấn luyện viên câu lạc bộ aerobic Hà Nội. Tiếp theo là bài tập giảm mỡ săn chắc toàn bộ cơ thể do huấn luyện viên trọng tài aerobic quốc gia Minh Thu hướng dẫn. Trong mục câu chuyện thể thao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự cải thiện vóc dáng nhờ aerobic. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe mà aerobic còn là bộ môn thể thao được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn tập luyện với mong muốn có một cơ thể săn chắc hoàn hảo. Vậy để hiểu rõ hơn về lợi ích thẩm mỹ của aerobic cũng như những lưu ý giúp cho quá trình tập luyện của chúng ta đạt được hiệu quả như mong muốn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bạn Thu Hà, huấn luyện viên aerobic Hà Nội. Xin chào chị Ánh Tuyết. Xin chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Bạn có thể cho biết là tại sao bộ môn aerobic lại là cái bộ môn thể thao mà được nhiều người lựa chọn với cái mong muốn là có được một cái vóc dáng hoàn hảo, săn chắc? Có rất nhiều cái phương pháp giảm cân thì hạn cái phương pháp tập luyện thể thao sẽ là cái phương pháp an toàn nhất. Thay vì là mình uống thuốc giảm cân hoặc là mình nhịn ăn thì những cái phương pháp đấy nó sẽ gây nên tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân mình. Với aerobic này cũng sẽ rất là dễ để cho mọi người tiếp cận, cái động tác nó không quá khó này. Mình có âm nhạc, mình có thể giải tỏa cái stress và tâm lý sau một ngày dài làm việc, mình có thể xả năng lượng ở đây. Quá trình tập luyện thì mình sẽ có những cái động tác nhỏ tác động thật sâu, ví dụ như là vào phần mỡ bụng này, phần đùi này, luôn là những cái nỗi quan tâm của các chị em. Ngoài ra thì các nhóm cơ nhỏ hơn ví dụ như là bắp tay này, eo, lưng, bắp chân thì chúng ta sẽ tập luyện được cả trong một cái lớp học đấy. Một lớp học mình sẽ duy trì trong vòng từ 45 phút đến 1 tiếng, mình sẽ có thể đốt được 200 đến 400 calorie. Nếu mà mình tập luyện đều đặn trong cái quá trình dài ấy, thì chắc chắn là mình sẽ cải thiện được cái vóc dáng này, cái cơ thể của mình. Bạn có thể cho biết thêm là ngoài lợi ích giảm cân thì aerobic còn mang lại những lợi ích như thế nào ạ? Tập luyện aerobic thường xuyên thì sẽ làm cho cái quá trình mà lưu thông máu của chúng ta được diễn ra, giúp chúng ta được tập trung cao độ này, xả stress này, giải phóng được những cái suy nghĩ tiêu cực, giúp cho tinh thần của chúng ta sẽ luôn lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Ngoài ra thì trong tập luyện ý, chúng ta sẽ bổ sung nước thường xuyên, tạo cho mọi người một cái thói quen tốt, giúp ích cho sức khỏe, cải thiện được làn da sáng và mịn màng hơn. Và để đạt hiệu quả làm đẹp như mong muốn thì người tập cần lưu ý những gì thưa huấn luyện viên? Thứ nhất là họ sẽ phải nghiêm túc này, quan sát, lắng nghe cái hướng dẫn của huấn luyện viên vào cái những cái kỹ thuật. Thứ hai là lên cho mình một cái lịch trình cố định và nghiêm chỉnh chấp hành, duy trì nó trong một quãng thời gian dài thì mình mới có thể đạt được hiệu quả. Thứ ba là về chế độ dinh dưỡng, 70% là ở phần dinh dưỡng và 30% còn lại sẽ là về cái quá trình tập luyện. Tập luyện chỉ là để thúc đẩy mình quá trình tập luyện của mình được đạt hiệu quả cao và nhanh hơn thôi. Mình sẽ cố gắng này hạn chế tiếp nhận những cái thực phẩm liên quan đến chế biến nhanh này, dầu mỡ này, tinh đường hoặc là những cái đồ uống mà có ga. Với những lợi ích về vóc dáng mà aerobic mang lại, tuy nhiên thì rất nhiều người mặc dù là tập luyện như thế nhưng mà lại không đạt được hiệu quả như mong muốn. Vậy thì huấn luyện viên có thể cho biết nguyên nhân từ đâu không ạ? Có thể là họ do tập luyện không nghiêm túc này, cái lịch trình tập không được hợp lý này, tập vào khung giờ quá ngắn hoặc là tập vào sai khung giờ, ăn uống cũng vậy, ăn uống vô bổ, sai thời gian, ăn đêm hoặc là thức khuya, uống nhiều đồ uống có ga, có đường, không tập trung vào huấn luyện viên trong cái quá trình tập, đặc biệt là những cái kỹ thuật mà mình cần phải để ý để có thể tác động sâu hơn vào cái nhóm cơ mà mình cần giảm. Xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của huấn luyện viên Thu Hà. Và để tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng đến với bài tập giảm mỡ săn chắc toàn bộ cơ thể do trọng tài huấn luyện viên aerobic quốc gia Minh Thu hướng dẫn. Với động tác số 1 thì các bạn chú ý hai cánh tay nâng ngang và chân nhún bước nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2, các bạn mở rộng cánh tay, gập cẳng tay giữ phần vai. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 3, động tác có tác dụng tới phần eo. Các bạn chú ý, hai chân mở rộng, trùng gối, giữ làm sao để cho hai gối giảm chấn thương khi tập động tác. Hai tay đan trước, kéo căng lườn về phía bên trái trước. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư vẫn là động tác có tác dụng vào phần eo. Chúng ta phối hợp với chân mở, tay nâng, quay qua bên trái 2 lần 8 nhịp, quay qua bên phải 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác số 5, bài tập với cơ đùi. 1, 2, chuyển. 2, 2, chuyển. 3, 2, chuyển. 4, 2, chuyển. 5, 2, chuyển. 6, 2, chuyển. 7, 2, chuyển. 8, 2, chuyển. Động tác số 6, động tác này phối hợp với mông và cơ đùi sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tôi vừa giới thiệu đến các bạn một bài tập giảm mỡ toàn bộ cơ thể. Để bài tập có hiệu quả, các bạn bỏ ra 15 phút mỗi ngày luyện tập. Chúc các bạn có những buổi tập vui vẻ và hoàn thành bài tập thật tốt. Từ cơ duyên được biết và đến với bộ môn aerobic, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Hương ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đã có sự thay đổi lớn, không chỉ có vóc dáng ngày càng thon gọn, cân đối, chị còn trở thành huấn luyện viên aerobic và giúp nhiều chị em phụ nữ biết đến bộ môn thể thao nhiều lợi ích này. Nhìn vào vóc dáng này, không ai nghĩ trước đó chị Hương đã từng chạm mốc 66kg. Đó có lẽ là khoảng thời gian áp lực căng thẳng nhất, khiến chị cảm thấy tự ti, ngại tiếp xúc với mọi người. So với cơ thể của mình, nó rất là khó chịu và đi đâu mình rất là mất tự tin trước đám đông. Và thứ hai, nó là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất nhiều. Mình không có hoạt bát trong các hoạt động xã hội, vấn đề xương khớp của mình nó cũng ảnh hưởng. Có gọi là tìm hiểu về các phương thức giảm cân, nhưng mà mình vẫn thấy aerobic thì nó phù hợp với lại cái sức khỏe của mình hơn. Hiện tại thì mình có 48 cân, mà cái số cân mình đạt được ngoài sức tưởng tượng của mình. Nhận thấy lợi ích của tập luyện aerobic từ quá trình thay đổi của bản thân, sau hơn 2 năm là học viên, chị đã đi học nâng cao với kỹ thuật chuyên sâu để trở thành huấn luyện viên aerobic. Đến nay, chị Hương đã có gần 2 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên hai câu lạc bộ aerobic tại thành phố Hưng Yên và huyện Phù Cử với trên 100 học viên. Và cũng có nhiều người đã giảm cân hiệu quả sau một thời gian tập luyện. Bản thân tôi đã giảm được 6 cân sau thời gian là 2 tháng rưỡi tập luyện. Và tôi cũng thấy nó rất là hiệu quả, mà cái bộ môn này nó truyền đến một cái năng lượng cho người phụ nữ ấy. À, lúc nào cảm giác là con người nó nhanh nhẹn lên, năng lượng này sôi động. Tập được khoảng tầm nửa tháng thì là cơ thể em xuống được 3,5 cân. Đấy, thì là thân hình em rất là gọn. Trước là thân hình của em là 60 cân. Em đã từng uống hết một liệu trình 30 gói thạch giảm cân ấy, nhưng mà nói chung là không hề giảm, mà ngược lại sức khỏe rất là suy kiệt luôn. Thì là khi mà em đã biết đến chị Hương ấy thì là em gia nhập, thì là em tập, em thấy người khỏe lên mà người nó gọn từ đầu đến chân, chứ không phải là theo giảm mỗi vùng eo hay vùng ngực. Sau những tiết đứng lớp tại phòng tập, chị Hương lại quây quần bên gia đình nhỏ của mình, làm tròn bổn phận người vợ hiền, dâu thảo. Và có lẽ chính những người thân của chị cảm nhận rõ nét nhất sự thay đổi tích cực đó. Con dâu tôi là sinh cháu, cân nặng của cháu rất là béo. Khi cháu đi tập aerobic thì cân nặng của cháu giảm đi và tôi thấy nó cháu nhanh nhẹn hơn, vui vẻ và thoải mái hơn ạ. Thấy gia đình mà cháu là đầm ấm và hạnh phúc hơn. Gia đình nhà tôi cũng tạo điều kiện cho cháu để cháu đi vào làm huấn luyện viên của aerobic. Tích cực luyện tập thể dục thể thao không chỉ mang lại sức khỏe, vóc dáng hoàn hảo mà còn là yếu tố quan trọng giúp đời sống tinh thần của mỗi người trở nên tươi mới, đẹp đẽ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Thể thao và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.